giới thiệu với cả gia đình yêu. Đây là cây thông của ngày 19 tháng 10 năm 2022, sinh nhật câu lạc bộ Yêu Cát Nguyễn Minh kết nối toàn cầu tròn 1 năm tuổi. Và đây là trang trí sân khấu ạ. Cả nhà yêu ơi, đây nha, cả nhà chiêm ngưỡng nha. Đấy, đây các bạn ơi, tất cả các thành viên câu lạc bộ Yêu Cát Nguyễn Minh trang trí đã rất chi là đẹp rồi ạ. Các bạn ấy đang bảo mình làm đám cưới một thẻ thế này ạ. Bạn Lịch vẫn bảo đảm bạn Minh làm đám cưới một thẻ thế này. Nhưng mà tớ mà cưới nhá, mỗi người phong bì coi như là 1 triệu một phong bì tớ cưới cho luôn. Câu lạc bộ 80 người là tớ được 80 triệu. Này các bạn nhìn không? Cây thông đẹp chưa? Bé lều ui.